shopbcgaming.com bán vàng, bán nick. Ngoài ra, shop còn có rất là nhiều dịch vụ cho anh em tham khảo. Làm thẻ không trừ chiết khấu, hãy lên ngay shop shopbcgaming.com để tham khảo ngay. Ok, hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều may mắn nhá. Và cũng không quên là cảm ơn anh em đã hỏi thăm sức khỏe của mình trong một thời gian vừa qua, 2-3 hôm gì đó. Mình cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều, bởi vì là trong 2-3 hôm mình vừa rồi ấy, mình có ốm anh em ạ. Và đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa hết ốm, nhưng mà cũng đỡ một phần rồi. Đó là một phần mà do anh em đã hỏi thăm và kiểu như là chúc mình mau khỏi ốm mấy thứ ấy. Đấy là động lực của mình, thế là mình sẽ phải khỏi ốm, mình làm nhiều clip hay hơn cho anh em xem. Và ok, đầu video thì anh em bỏ ra vài giây, nút like, đăng ký kênh, bấm một nút chuông để nhận được video mới nhất từ mình khi mà mình ra video nhá. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ vừa mới nói xong thì ho luôn anh em ạ, vãi trưởng rồi. Ok, phải ho chứ không thì không thể cắt clip lại được. Thế là sorry anh em rất là nhiều luôn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video. Mình mới mượn được một cái nick anh em ạ. Mình mới mượn một cái nick xong. Nhưng mà trước tiên vào show nick thì mình phải làm một việc đã anh em ạ. Rồi, thì mình đã quay trở lại với anh em rồi đây. Và mình nói qua một anh em một chút nhá. Nick này thì mình mượn của một anh trên Facebook, với cả là anh này cũng thân với mình cũng rất là lâu rồi, cũng gần nhà mình nữa. Nick này thì không phải là của anh đấy. Anh ấy mượn cho mình để mình làm clip thôi anh em ạ. Và cái link này chắc là thời gian sắp tới khi mà giảm sức mạnh xong ấy thì mình lại mượn tiếp nha anh em. Mình mượn tiếp và mình sẽ làm những clip hay hơn, thú vị hơn cho anh em xem. Còn bây giờ thì nó vẫn chỉ là một cái con siêu cấp 1, trùm của siêu cấp 1 xem vào một tương lai mà thôi. Và nếu có gì mà không phải hay là không phải trùm hay là gì đấy thì em bỏ qua giúp mình nhá. Bởi vì là mình thấy như vậy và ý kiến cá nhân của mình là như thế thôi, chứ mình cũng không có một cái gì đấy đả kích hay là xúc phạm một cá nhân nào cả. Ok, và mình cũng không muốn so sánh với bất kỳ một ai nhá anh em nhá. Thế nên là anh em đừng có mà lôi mình vào so sánh hay là lôi một cái ai đấy, lôi một ai đấy gọi là VIP hơn hay là gì đấy để vào mà nói chung là gọi là so sánh với mình nhá. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ vào mà mình review cho anh em luôn. Nick này thì hiện tại đang 17 tỷ 9 rồi. Nick siêu cấp 1 nào khi mà úp lên cũng phải vào 17 tỷ 9 thôi. Và nâng nâng sức đánh gốc hiện tại là lên 10k rồi. Nhiệm vụ là nhiệm vụ mắc rồi nhá. Nhiệm vụ mắc của siêu cấp 1 rồi, bởi vì nâng sức đánh 10k nó sẽ phải nâng mất tiềm năng. Đó, 1001 cái viên ngọc luôn. Và hành trang thì có gì đâu nha anh em. Hành trang thì hiện tại thì mình đang hợp thể vào rồi. Đồ thì không có đồ gì, bởi vì là đồ hồi SP để chắc là đi úp đệ tử hay là gì đấy ở bên cô lư hay là gì thôi. Đúng rồi, mình nghĩ là như thế, bởi vì nó lạnh nhưng nó bị lạnh nó sẽ giảm SP sao mình không rõ lắm. Có giáp tầng cấp 3 này, bông đai Borata và tự động luyện tập capsule Frost 3, 99 bánh building, kem dâu, áo jean 15%, áo hủy diệt, quần hủy diệt 15% này và một chút item nữa. Skin đây thì hiện tại đang 24 tỷ đấy, mình nâng nhầm một phát thôi là xong luôn anh em ạ. 200 HP gốc, 200k à có nhập 200 HP gốc, ki gốc 200, sức đánh gốc là 300 thôi anh em. Nick này win linh chạy cực kỳ là dễ luôn khi mà có một cái con cải trang core thôi. Con đệ tử làm hết anh em ạ. Đệ tử làm hết luôn. Đấy. Hay là mai mình sẽ làm một cái clip nữa đi làm đi doanh trại anh em ạ. Đấy. Và đây. Skin thì cũng bình thường à. Có hai cái này nữa là full này. Đó. Ok, bây giờ chắc là mình sẽ qua đệ tử nhá. Đệ tử đây anh em, 52 tỷ rồi, hiện tại sức đánh là 89k. Và bạn ấy đang úp nốt bùa, hình như là bùa cũng còn khá là nhiều thời gian, đang úp lên 60 tỷ xong thì mới giảm sức mạnh về 2.000 anh em ạ. À, giảm sức mạnh về 1 triệu 9 anh em ạ. Mình sẽ sơ đồ cho anh em xem nhá. Một cái áo thần linh 18% sức đánh này. Quần bà Goku 18% này, găng hủy diệt 11k 3 sao vẫn chưa nâng này. Giày cũng 6 sao luôn. Cái găng thì à, cái Zara chắc là Zara này chưa có, chắc là chưa mua được hay sao ấy. Dùng Zara 3 sao à? 89k sức đánh và đây 600k HP, 500k KI, Kamizuko và tái tạo năng lượng anh em ạ, khá là ổn áp đúng không? Và ok, nick nó cũng như vậy rồi anh em ạ. Mình sẽ test xem là có cung nộ không ta. Có, không có cung nộ rồi. À, vào trong nhà nữa, cây đậu đang nâng lên cây đậu cấp 9 anh em ạ. 66 ngày. Hơn 2 tháng nữa. À, trong nhà có cuồng nộ này, trong nhà còn rất là nhiều đồ luôn. Áo này, cải trang da đát luôn rồi. Rất là nhiều các đồ ăn luôn. Chắc là bây giờ mình sẽ tìm xem là có
mình phải xin chủ nick mới được anh em ạ. Mình xin chủ nick Nam Ngọc để mình đi mua cái mình test sức đánh đó. Mà sức đánh ăn cuồng nộ cũng chẳng thêm bao nhiêu đâu. Mình sẽ test cho anh em luôn bởi vì là đó là chỉ có một đấy. Nó không lên được một tí nào luôn. Ui ăn xúc xích thì lên được một chút. Ăn xúc xích thì lên được một chút vậy. Mình sẽ mặc áo gì thì nhá. Để tăng thêm cái phần trăm hút HP cho mình tí nữa khi mà mình dịch chuyển đấy. Mình ăn một cái item đi. Mình đi cướp giống nó bách mà anh em. Không thể này. À đây, ok. Đây là 140k là được rồi. 140k là sư phụ chưa có đồ. Với cả là, mà sư phụ đồ chắc là chỉ dùng đồ hút HP thôi anh em ạ. Chủ yếu là con điện tử thôi. Mình nghĩ là như thế. Ok. Bây giờ thì mình sẽ vào và đi mua cái kia luôn. Đi mua cái đây, ra là giò ngọc. Chứ mình cứ quên hoài anh em ạ. Đến viên có 1 sao nha. 1 sao. Rồi. 2 triệu HP. Không vỡ khiên được anh em ạ. Nó chỉ đam đam nó chỉ được là ui nó tự phát nổ rồi. Rồi, chết luôn, không sao. Hồi sinh lên. Nick này bạn này là Dubai mà anh em, thế nên cũng không phải lo. Mình sẽ mặc thêm cái này nữa là chẳng được bao nhiêu anh em ạ. Chẳng được tăng thêm bao nhiêu hết. Chắc là mình sẽ nhặt luôn. Ui, khó đấy. Ui, nó đánh mình luôn rồi, không sao. Cho nó đánh luôn anh em ạ. Tối đa 5 món này. Nó đang 130k một hit cơ à, 140k. Ok. Ôi, bạn này di chuyển qua mình cùng BT mà chẳng thấy giúp mình gì cả anh em ạ. Đánh nó đi anh em ơi. Chơi nó đi. Giết nó. Giết nó đi anh em ơi, những anh em tiện lành của tôi. Phải giết nó nha. Rồi, mình Kame là chết rồi. Không chết kìa. Rồi, mình sẽ học dùng khiên nhá. Mình sẽ cho cái này vào 4 bởi vì là di chuyển nước thời của mình hiện tại thì mình quen là để ô số 4 rồi. Để ô số 5 này. Để dùng khiên để nhặt anh em ạ. Hi hi. Nhặt dùng Amex sao thì chơi bẩn đấy. Kiểu dùng khiên đấy. Khó chịu cực kỳ luôn. Lâu quá à. Ok. Ôi, không dùng được khiên rồi. Tối đa 3 món à. Vãi nổi thế. Không sao anh em ạ. Cố gắng thôi. Thế này phải lại phải hồi sinh một lần nữa. May là mình nếu mà mình choáng được. Rồi, mình dùng khiên được rồi. Một thằng giết chết từng thằng một luôn. Đây mình đợi để lính Kame phát nào chết luôn. Ui, Kame lại còn trừ một nữa. Đánh em bao giờ chết hả anh em ơi? Lâu thực sự ạ. Ui, không được. Tha, tha em đi. Tha em đi anh ơi. Rồi. Khi năng lượng của mình hiện tại thì không biết là có bao nhiêu giây nữa để mình chạy trốn thôi. Mình chơi cái bài gì nhỉ? Chơi cái bài đấy gọi là bài gì nhỉ? Nhắm mắt đi tìm anh em ạ. Trốn tìm anh em ngày xưa trẻ con hồi trẻ trâu anh em có chơi cái trò trốn tìm không? Đấy, bây giờ thì mình cũng phải dùng cái kiểu trốn tìm thôi. Ok, mình sẽ chạy thôi anh em. Chạy cái kiểu trốn tìm ấy. Sang bên làng. Ôi, không cần. Chắc là bị đổi khu đây. Úi, còn bị choáng rồi, mất hết rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ chết thôi. Chứ không làm gì được rồi. Bị trói luôn đấy anh em ạ. Vãi trưởng thật. Bị trói luôn ạ. Vãi thế. Không hiểu luôn. Ui thôi. Mình chết luôn rồi anh em ơi. Khá là khó. Mấy cái này nó hợp sức lại ấy. Đánh mình cay thực sự. Mình cố một thời mình ui mình quên mất quên mất. Ê, anh em ơi, mình xin lỗi, mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Ấy. Mình xin lỗi rồi mà. Trời ơi, xin lỗi rồi tha cho người ta đi. Xin lỗi. Rồi mà tha đi. Toàn xí hụt à. 5 giây nữa, khoảng 3 4 giây nữa thì mình sẽ ui mình chết luôn rồi anh em ạ. Mình cố lốt một lần nữa thôi, không thì tốn ngọc của Đích. Chủ nick quá, mình cảm thấy có lỗi anh em ạ. Rồi, thằng này vừa đánh tao đúng không? Vừa đánh tao đúng không? Đợi, đợi mình một chút. Vừa đánh tao đúng không? 1 triệu máu nhưng mà không vỡ khiên được. Thái Dương Asan đến từ vị trí của PC Gaming. Rồi. Chết với tao này. Nó chạy đi đâu đây? Nó lại nói cho trốn, đuổi bắt trốn tìm anh em ạ. Bị mắt. Ui, nó tự sát luôn rồi. Ui, khó chịu thế. Chắc là một thời gian nữa mình sẽ phục thù anh em ạ. Chứ còn bây giờ cũng chưa phục thù được. Cay thực sự. Mày này. Ui. Mày chết đi. Chết đi. Chết đi con chạy. Chết đi con chạy. Ui, nó trâu đấy anh em. Nó trâu vãi.
Nó hồi HP kiểu gì mà trâu với ta? Hay nó đang tái tạo năng lượng nhỉ? Mình nghĩ là nó đang tái tạo năng lượng ấy. Hài. Nếu mà hài kiểu kiểu như là mãi nó không chết ấy. Kiểu kiểu thế. Vãi. Đánh mãi không chết ạ. Đây, bây giờ mình thấy giảm HP. Giảm HP không đáng kể nhưng mà cái HP nó tăng lên nó lại còn nhiều hơn cơ. Ôi mình Kame trừ một lần máu rồi này nhưng mà nó lại lên máu luôn. Không hiểu tại sao nữa. Thôi, thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi nha anh em. Lúc nào mà bạn đấy gọi là khi nào mà bạn ấy gọi là giảm sức mạnh được ấy thì mình sẽ mượn lại nhá. Và chắc là tí nữa thì mình sẽ làm thêm một cái clip nữa thôi. Clip gì thì anh em cũng sẽ bật đăng ký kênh này, bấm chuông để nhận được video mới nhất từ mình thì anh em sẽ biết được cái clip này là clip gì. Và anh em nhớ là đừng quên like nha anh em. Và comment nữa, mình sẽ trả lời hết comment của các bạn. Nếu mà các bạn comment ý nghĩa và lịch sự thì mình sẽ trả lời nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn muốn bán nick thì liên hệ qua Zalo và Facebook, mình có để dưới phần mô tả. Còn mua nick thì lên shop PC Gaming, mình có để dưới phần mô tả luôn để ủng hộ mình nha anh em nhá. Để mình ủng hộ mình để có tiền để làm chuẩn bị làm thêm một cái series. Và series này mình làm cũng khá là thú vị đấy. Liên quan đến mà thôi, mình đang định nói nhưng mà thôi, để giữ bí mật cho anh em. Nó một thêm một chút gì đó là tò mò ấy. Ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.